Xuân Lâm xin chào quý vị và các bạn đang đến với dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho tối nay và ngày mai, 30 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị, hiện tại tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, kết hợp với rìa phía Nam của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng sẽ là nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác và có nơi có mưa vừa và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể, thời tiết các khu vực như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Dự báo tại khu vực này, trời nắng gián đoạn, có mưa vừa kèm theo dông tại một số nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%. Khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết khu vực này chủ yếu là nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Trong ngày mai, trời nhiều mây, nhiều khu vực vẫn có khả năng sẽ có mưa nhiều, quý vị cần lưu ý. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 20 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%. Khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Thời tiết chủ đạo là trời nhiều mây, có lúc nắng, có mưa rào nhiều nơi, có mưa vừa và dông. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%. Thưa quý vị, đây là một vườn ớt trồng 3 loại ớt siêu cây, trong đó chủ yếu là giống Carolina Reaper của một nông dân ở xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc. Nhờ có mối liên kết tiêu thụ với một doanh nghiệp sản xuất tương ớt, thu nhập từ loại cây trồng mới lạ này cũng giúp chủ vườn không lo lắng về đầu ra, chỉ tập trung chăm sóc vườn ớt. Cụ thể mô hình này có gì thú vị, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngay sau đây. Quý vị thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.